Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và trong video này mình sẽ đưa ra 5 lý do làm giảm tuổi thọ điện thoại của bạn nhé. Rồi, hãy cùng mình vào video nào. Nói chung là mình có thể dùng cái từ smartphone bây giờ thì nó chuẩn hơn là dùng cái từ là điện thoại. Bởi vì là giờ đa phần chúng ta đều dùng smartphone hết. Thế nhưng mà có rất nhiều thứ đang làm giảm tuổi thọ điện thoại của chúng ta. Ở đây mình sẽ đưa ra 5 lý do, gọi là 5 lý do chính mà mình cảm thấy là đang làm giảm nhất, khiến cho điện thoại của bạn dùng ngắn hạn hơn rồi là nhanh hỏng hơn. Và nếu như các bạn ủng hộ cái này thì mình sẽ đưa ra nhiều lý do hơn nhé, đưa thêm lý do gọi là combo bổ sung. Ok, không dài dòng nữa, vào ngay cái thứ nhất nào. Lý do đầu tiên đó chính là mua sạc giá rẻ. Tại sao mình lại nói mua sạc giá rẻ? Nếu các bạn bây giờ Google sốt lên báo đọc thôi này, ui rồi nổ đùng đùng, nổ âm ầm, thậm chí nhá là điện 220 xuyên một phát từ cục sạc đi vào điện thoại của bạn, thế là bạn biết điều gì xảy ra rồi đấy. Đến người ăn 220 còn giật nhảy tưng tưng nó gì điện thoại, đúng không? Chắc chắn là sẽ hỏng, thậm chí là nổ pin của bạn, rất là nguy hiểm. Nên là mình khuyên các bạn, nếu như đang có ý định là mua sạc cái điện thoại không dùng ở nhà sản xuất nữa thì bạn nên mua những củ sạc, cáp sạc mà nó có danh tiếng một chút. Ví dụ như ở đây là mình có củ của Anker. Củ này của mình trông thì nó hơi cổ điển một chút rồi đấy, các bạn thấy không, cũng hơi bẩn bẩn rồi. Nhưng mà dùng rất là êm, mình có thể dùng rất tốt. Nếu như bạn nào mà định mua thì nên tham khảo những sản phẩm giá tốt như thế này. Có thể giá cao một chút, thế nhưng mà đem lại hiệu quả khá là ổn. Hay như cáp sạc ấy thôi, các bạn nhìn cáp sản xuất đi theo và cáp mà mình đưa cho các bạn xem này. Đây là một cái cáp Anker mình mua, nhìn rất là dày dặn. Hay như một cáp Lightning, cáp này của Energizer. Đó, tức là mình sưu tầm rất là nhiều các loại cáp. Thì các bạn có thể thấy rằng cáp ở ngoài người ta làm bây giờ còn tốt hơn các sản xuất. Vì thế là bạn nào mà muốn dùng lâu dài, bền, an toàn, các bạn nên mua những cái cáp và những củ sạc tốt. Không nên ham hàng rẻ. Rẻ vừa nhanh hỏng, vừa có thể gây nổ và mới là bạn sẽ là người thiệt hại nhất. Ok, lý do thứ hai. Ok, và lý do thứ hai đó chính là dùng ốp lưng điện thoại khi đang sạc. Tại sao mình lại nói là dùng ốp lưng điện thoại khi đang sạc? Như các bạn thì biết, ốp lưng ấy là một cái bảo vệ điện thoại của chúng ta, giúp cho máy chúng ta là đỡ bị xước sát hơn này. Đấy, hay là có thể là giảm những cái lực khi mà rơi điện thoại. Thế nhưng không phải ốp lưng nào cũng được thiết kế tốt cho việc tản nhiệt. Mà khi điện thoại sạc thì cực kỳ nóng. Cái đấy các bạn đều biết. Như điện thoại mình đang có ở đây là chiếc Bphone 2017 hỗ trợ Quick Charge 3. Thì cái việc sạc cái điện thoại này, mình phải nói với các bạn rằng là khi sạc lên Quick Charge 3 khá là nóng. Nếu như tản nhiệt không tốt sẽ làm ảnh hưởng thứ nhất là cái mặt kính đằng sau của bạn, và ảnh hưởng sau này đó chính là cục pin bên trong. Và bạn nào có thói quen là vừa sạc điện thoại vừa dùng bỏ ngay đi nhá. Mình nói với các bạn rồi, thứ nhất là vừa nhanh chai pin, mà thứ hai là có thể nổ bất kỳ lúc nào. Như bạn mà dùng điện thoại pin việc làm ăn không tốt, hay là củ sạc của bạn không tốt, mà nói chung là cả tốt rồi thì cũng có thể hiện tượng nổ xảy ra nếu quá nhiệt. Chơi game mà rất nhanh nóng, đúng không? Rồi, ok, và điều thứ ba đó chính là để điện thoại ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Tại sao mình lại nói là để điện thoại ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh? Đây là một sai lầm rất là nguy hiểm. Để ở nơi quá nóng thì nóng máy của bạn lên, như vậy là đã làm hỏng linh kiện rồi, không tốt một chút nào linh kiện. Chưa kể cục pin của bạn khi bị nóng lên có thể gây hiện tượng cháy nổ. Nếu bạn nào đã tìm hiểu về công nghệ pin những chiếc điện thoại bây giờ, đó chính là pin lithium, thì pin này có một đặc trưng là rất khó cháy nổ, nhưng một khi đã cháy nổ thì cháy cực kỳ lớn và cực kỳ khó dập tắt. Đấy là những đặc điểm rất nguy hiểm của loại pin này. Vì thế là các bạn không được để cho những môi trường quá nóng. Còn môi trường quá lạnh thì sao? Cũng ảnh hưởng tới hoạt động của pin. Ảnh hưởng sâu sắc như thế nào thì cái này các bạn Google search cho mình, thì mình giải thích nó rất là dài. Mình có thể nói rằng nó ảnh hưởng hoạt động của pin cũng như là hoạt động của máy. Bạn sẽ làm sai lệch một số các linh kiện trong máy và từ đấy làm hoạt động của máy không được chính xác. Thứ tư đó chính là sạc pin khi trời có sấm chớp. Cái này thì để đưa ra thì rất là mơ hồ cho các bạn, nếu như bạn nào chưa xem những clip mà điện thoại hay là máy tính bị cháy do chớp đánh vào. Sét đánh vào các đường dây của chúng ta không chỉ là làm hỏng đồ đạc mà có thể phá hủy được rất nhiều thứ đi theo, trong đấy có cả con người các bạn ạ. Những bạn nào mà search trên mạng về cái quả bị sét đánh ấy, thì các bạn mới thấy cái độ nguy hiểm của sét thế nào, một dòng điện cực kỳ lớn như vậy. Tất nhiên là các nhà có thể là có chống sét rồi, thế nhưng đảm bảo an toàn tốt nhất mỗi khi trời có sét, các bạn hãy sử dụng cục sạc dự phòng và rút tất cả các thiết bị điện của bạn đang cắm trong ổ cắm ra. Mình vẫn nhớ cái thời gian mà chúng ta còn đang dùng nhiều các cái anten để ở trên nóc nhà ấy. Đấy, lâu lâu lại có một nhà bị sét đánh một phát là hỏng cái tivi. Mình vẫn nhớ cái thời kỳ đấy, đặc biệt là những nhà nông thôn, vì ngày xưa mình là cũng ở vùng nông thôn nên là mình biết cái điều này. Ok, và cuối cùng điều mình đưa ra đó chính là cập nhật phần mềm. Nghe lạ không các bạn? Tất cả mọi người thì đều khuyên các bạn rằng là nên cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất để đảm bảo là máy bạn được mượt mà, được trơn tru. Really? Có đúng không? Các bạn cứ thử suy nghĩ lại xem nào.
Thực ra cái mình nói các bạn đây là vẫn nên cập nhật phần mềm, nhưng khi máy bạn đã được phát hành sau 2 năm rồi thì cái bản cập nhật phần mềm Big Update về sau bạn không nên dùng. Tại vì mỗi một Big Update lớn như vậy sau 2 năm phát hành của sản phẩm thì kiểu gì thì kiểu nó sẽ làm máy bạn bị chậm lại. Đơn giản vì 2 năm sau không thể nào mà một cái sản phẩm đưa ra vẫn đáp ứng cấu hình của 2 năm về trước được. Điều đó là rất khó xảy ra. Chúng ta sẽ không bàn luận về Android Go nhé, vì Android Go mới đưa ra gần đây cho những thiết bị cấu hình thấp. Còn mình nói đến Android nói chung, thì cả iOS thì thôi. Các bạn thấy không, càng update lên càng nặng. Nếu bây giờ nói một cái máy cách đây tầm khoảng năm 2016, những cái máy cấu hình tầm trung với cấu hình giá rẻ mà bảo chạy Android P, chắc gì đã chạy được. Kiểu gì thì kiểu sẽ bị giật. Và đây cũng có thể nói là một trong số những cái mưu đồ nhà sản xuất khi mà đẩy ra bản update, đặc biệt là Google các bạn ạ, đẩy ra để cho chúng ta phải mua những thiết bị mới mạnh hơn để dùng cái đấy, hay thậm chí là không update luôn. Như vậy thì cái lời khuyên mình đưa ra đó chính là không cập nhật phần mềm những cái bản big update lớn khi mà máy bạn được phát hành sau 2 năm. Đấy, cái này các bạn quan trọng nhá. Và cái lý do vừa rồi thì cũng đã kết thúc series 5 lý do, những 5 cái sai lầm mà khiến cho điện thoại của bạn nhanh hỏng hơn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè của mình cùng biết nhá. Còn nếu như có gì không đúng, cứ bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi thêm. Và mình sẽ rất là cảm ơn những góp ý từ phía các bạn. Con người mà, ai cũng có thể có sai lầm. Bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau.